Chào mọi người, lại là hai chị em tôi đây. Video này được hai chị em tôi ghi hình vào trước kỳ nghỉ dịch hắc ám của tháng 7, khi mà còn được đi ra đường. Được tung tăng cà phê thì hai đứa đã quyết định cùng nhau quay lại chiếc video này. Ở nhà lâu quá, dễ bị cuồng chân nè, thiếu động lực làm việc, sợ hãi dịch bệnh, bị ảnh hưởng về kinh tế, bất mãn hay lo lắng cho tương lai. Thôi thì nếu bạn cũng đang phải trải qua những nỗi buồn, nghe thử video này xem sao nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog Hàng Xịt Vui. Trong cuộc sống của chúng ta, ngoại trừ những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ thì bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ phải trải qua những cảm giác như là cô đơn và thiếu động lực. Trong những khoảng thời gian đó, các bạn sẽ làm gì? Video này tụi mình sẽ chia sẻ về những cái lúc tụi mình trải qua những cảm giác tiêu cực đó, thiếu động lực trong cuộc sống và cái cách vượt qua. Và hy vọng là chiếc video này sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm của các bạn. Cảm giác khi mà cô đơn hay thiếu động lực nó là cái cảm giác như thế nào? Đối với Hà thì giai đoạn mà mình cảm thấy là cô đơn và lạc lõng nhất đó chính là khi mà mình đã cố gắng quá nhiều, mình đã phấn đấu rất nhiều, nỗ lực rất nhiều nhưng mà lại không có kết quả như mình mong muốn, mọi thứ nó trở nên vô định hơn. Mình không biết là tương lai của mình nó sẽ như thế nào, sẽ có một ngàn một vạn câu hỏi tại sao, vì sao. Thì mình nghĩ cái khoảng thời gian đó sẽ rất là khó khăn và cũng có nhiều bạn là tình chắc chắn rằng trải qua cái giai đoạn như thế nào. Theo Dương Hương thì cái giai đoạn đó tùy vào mỗi người, nó sẽ có cái khoảng thời gian ngắn và dài khác nhau. Nếu như mà có những bạn nào sống lạc quan tích cực và luôn luôn nhìn về phía trước giống như Hương á thì cái giai đoạn đó mình nghĩ chắc chắn là các bạn sẽ vượt qua rất là nhanh. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều bạn do tư duy của họ hơi bị tiêu cực một tí á, thì đôi khi nó sẽ vẫn lặp đi lặp lại cái tình trạng đó rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn hết là các bạn phải nhận thức được là bản thân của mình đang trong cái giai đoạn khó khăn như thế, và các bạn phải định hướng được là mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Vậy thì tụi mình sẽ đối phó với cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào? Điều đầu tiên Hương nghĩ là tụi mình nên bình tĩnh. Bình tĩnh để chấp nhận rằng mình đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn. Và chỉ có khi mà tụi mình bình tĩnh á thì cái tiếng xe nó mới mới có thể đưa ra được cái cách giải quyết hợp lý nhất, và nó không có bị cảm xúc chi phối hay là đưa mình đến những cái quyết định mà sau này khi mà mình nghĩ lại á, đôi khi mình sẽ cảm thấy hối tiếc về nó. Vậy thì ngoài việc chúng ta phải thật sự bình tĩnh, còn cách nào để có thể giải quyết giai đoạn khó khăn này không? Hơn hết, các bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình, tin tưởng vào chính cảm xúc của mình, bởi vì chính bản thân của các bạn mới là người hiểu rõ nhất các bạn đang cần gì và muốn gì nhất ở thời điểm hiện tại. Đừng vì vài câu nói hay là những ý kiến phiến diện xung quanh bạn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn cũng như là truyền cái năng lượng tiêu cực đến cho chính bản thân bạn. Hà tin chắc chắn rằng các bạn cũng đã phải trải qua một cái giai đoạn khá là dài để có thể đưa ra được quyết định như thế. Có một giai đoạn Hà đã từng trải qua cái cảm xúc rất là tiêu cực, tức là mọi thứ, những điều mình làm, những gì mình cố gắng, mình nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà chỉ vì vài ba câu nói thôi có thể phủ sạch hết tất cả những cố gắng của các bạn. Lúc đó cảm xúc của mình trở nên rất là tồi tệ. Mình không biết là có phải thật sự mình đang làm đúng hay không. Mình bị chi phối quá nhiều bởi những tác nhân xung quanh làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Cảm thấy mình bị hoài nghi, lại bắt đầu rẽ theo một cái hướng đi khác. Mình lại không có tập trung vào ngay cái con đường mình đã lựa chọn ngay ban đầu. Nhưng mà mọi người cũng biết có một điều là tất cả mọi việc trong cuộc sống này xảy ra thì luôn luôn có lý do của nó. Đôi khi chính những cái khó khăn đấy nó sẽ là một trong những cái tiền đề để có thể giúp bạn trở thành một con người hoàn hảo hơn trong tương lai. Bây giờ mình kể lại các nghe nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ở cái thời điểm đó thật sự mình đã vất vả để có thể vượt qua. Như là đã có thời điểm là mình rất là thân thiết với một người và sau đó rồi bỗng một ngày họ rời đi. Cái kiểu giống như là mình đã xem một người, từng xem một người là giống như cả một thế giới của mình vậy đó. Mình rất là vui vẻ khi có họ bên cạnh, và khi họ rời đi thì giống như thế giới của mình nó bị sụp đổ vậy. Khi đó mình hụt hẫng rất là nhiều. Xung quanh mình có rất nhiều mối quan hệ khác nhưng mình cũng không quan tâm. Cũng giống như trong một bài hát là chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng như thường vậy đó. Sau đó mình mới nhận thấy là nếu như không có người này thì mình cũng có cuộc sống riêng của mình. Mình cũng bắt đầu với rất là nhiều thứ xung quanh, những cái mối quan hệ khác. Mình có cho mình một cái cuộc sống mà do mình chính mình tự tạo nên, thì nó mới làm cái cuộc sống vui vẻ đích thực. Và không ai có thể làm cho nó mất đi hay là lấy đi cái điều đó từ mình cả. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác tuyệt vời hơn, đẹp đẽ hơn sẽ mở ra cho tất cả các bạn. Quan trọng là các bạn có đủ bản lĩnh và đủ tin tưởng bản thân mình để vượt qua được những cánh cửa đó hay không. Có những việc xảy ra trong thời điểm hiện tại khiến cho mình cảm thấy là
nó đang là mối quan tâm duy nhất, mối quan tâm lớn nhất của mình. Giống như ngày xưa, những cái năm mà 18, 19 tuổi đó với mình, cái cánh cửa đại học nó là một cái rất là quan trọng. Và mình cảm thấy là nếu như mà mình rớt đại học á, thì không có ai công nhận mình. Hoặc là mình sẽ... Mọi cánh cửa nó sẽ đóng lại. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn, mà cũng là những người bạn rất là thân thiết của Hương và Hà nữa. Là các bạn ấy tuy là không có học đại học, nhưng các bạn đã có cho mình những cái doanh nghiệp, những cái công việc riêng. Và bây giờ các bạn rất là thành công, có được một cái cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Chứ không phải là chỉ đơn giản là vào đại học thì mọi thứ nó mới mở ra. Vài năm sau đó nữa, khi mà Hương lên đại học rồi, thì mình lại nhìn cuộc sống như một cái cách nhìn khác đi. Thì các bạn hãy hình dung là trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, cái khoảng thời gian dài hơn về sau á, thì tụi mình sẽ có cho mình cái mối quan tâm khác. Và cái câu chuyện buồn ngày hôm nay nó không còn là quá quan trọng nữa. Bản thân của chúng ta sống phải luôn luôn nhìn về phía trước. Các bạn không nên quá phụ thuộc vào những giá trị nội tại, học cách cân bằng cuộc sống của chúng ta hơn. Chúng ta không biết trước được tương lai của mình sẽ xảy ra những vấn đề gì, sẽ còn những con đường khác rộng thêm hay hơn sẽ mở ra cho tất cả các bạn nếu như các bạn thực sự nỗ lực và cố gắng trao đi những năng lượng tích cực, và các bạn sẽ nhận lại cho bản thân mình những năng lượng ngày càng tích cực hơn. Và hai chị tôi mong rằng nếu như bạn đang ở trong cái giai đoạn cô đơn, thiếu động lực trong cuộc sống, sẽ sớm có lại cho mình những cái năng lượng, cái mục tiêu mà mình phấn đấu. Và nếu yêu thích video này thì mong rằng mọi người sẽ cho tụi mình nút like và subscribe kênh YouTube Hai Chị Em Tôi nha. Và đừng quên lịch phát sóng video mới nhất của kênh Hai Chị Em Tôi là vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần. Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể gửi về email trực tiếp của Hai Chị Em Tôi, cũng như là để lại một comment ở dưới phần bình luận để tụi mình có thể lắng nghe các bạn nhiều hơn nhé. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sau của Hai Chị Em Tôi.